Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cần Đức đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cần Đức để lấy ý kiến đóng góp nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong tổng số 37 tờ trình và 10 báo cáo được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lấy ý kiến, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các phòng ban huyện Cần Đức có nhiều kiến nghị đề xuất đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như đẩy nhanh tiến độ đầu tư điện vùng nuôi tôm Hòa Quế, xã Tân Chánh, cần nâng cấp trùng tu các di tích lịch sử các quốc gia. Tỉnh nên có lộ trình phân cấp cho huyện quản lý đối với hệ thống đê bao trên địa bàn và phân bổ kinh phí để huyện kịp thời sửa chữa đồng thời điều chỉnh lộ trình đầu tư nâng cấp đường tỉnh 826 và 835, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa các trường trung học phổ thông xuống cấp. Tỉnh cần mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ công chức viên chức. Các ý kiến được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cần Đức tổng hợp để có sự đề xuất kiến nghị tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp lệ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 dự kiến diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022. Cũng tại huyện Cần Đức, tỉnh Đoàn vừa tổ chức chương trình truyền thông phòng chống bạo lực gia đình và diễn đàn xây dựng gia đình trẻ no ấm tiến bộ hạnh phúc văn minh năm 2022 tham gia chương trình đoàn viên thanh niên học sinh được tìm hiểu kiến thức luật phòng chống bạo lực gia đình thông qua hội thi rung chuông vàng được triển khai trên trang myaloha.vn. Mỗi thí sinh sẽ tham gia phần thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 5 phút. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn được chia sẻ về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc và các kỹ năng để xây dựng gia đình trẻ no ấm tiến bộ, hạnh phúc văn minh qua đó nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình dịp này quyện đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam quyện cần đước ra mắt câu lạc bộ gia đình trẻ của quyện với 17 thành viên là những gia đình cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên tiêu biểu của quyện cũng tại chương trình cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên đã có nhiều ý kiến góp ý văn kiện đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh long an lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị, theo thống kê cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ và với khoảng 500 triệu đô la Mỹ, Long An đang đứng vị trí thứ 8 cả nước về thu hút vốn FDI, dẫn đầu là tỉnh Bình Dương với 2,5 tỷ đô la Mỹ. Giữa cơn bão Covid-19, nhưng Long An vẫn đang nỗ lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn FDI. Tính trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã thu hút được khoảng 60 dự án đăng ký mới và dự án điều chỉnh tăng vốn với khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.150 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn là trên 9,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có gần 600 dự án đi vào hoạt động, Tổng vốn đầu tư là hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Sau gần 30 năm kể từ khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép cho dự án FDI đầu tiên, đến nay Long An thực sự trở thành một điểm sáng trên cả nước về công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2020 trở về trước, tổng số vốn FDI đăng ký vào Long An mỗi năm đều chưa đạt đến mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với con số ấn tượng của năm nay, cho thấy Long An đang là điểm đến an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Long An vừa xem xét đánh giá và tuyển chọn các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022. Qua xem xét có 3 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được đề nghị trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022. Thông qua việc đánh giá hồ sơ và đánh giá tổ chức sản xuất, ba doanh nghiệp đã được Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Long An xét đề nghị trao tặng Giải thưởng Quốc gia, bao gồm chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ mới thịnh phát chi nhánh Long An, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ ô tô quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn Chutex International Long An. Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hàng năm nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Giải thưởng này nằm trong hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương của tổ chức chất lượng châu Á Thái Bình Dương được trao hàng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì thực hiện với mục tiêu phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ thật sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức. Long An phấn đấu giai đoạn 2021-2025 thông qua năng suất các yếu tố tổng hợp khoa học và công nghệ, đóng góp vào tăng trưởng bình quân của tỉnh đạt từ 40 đến 45%. Theo đó, Long An phấn đấu đến năm 2025 có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 15 tổ chức khoa học và công nghệ, Tỷ lệ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp bình quân từ 10 đến 15% một năm. Hỗ trợ xây dựng 1 đến 2 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trình độ công nghệ sản xuất của các ngành nghề chủ lực trong tỉnh đạt mức trung bình tiên tiến trở lên. Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian tới, tỉnh cần đảm bảo mức chi cho khoa học và công nghệ ở mức tối thiểu 2% một năm so với tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ để mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, hoàn thiện đổi mới các cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, tài trợ cho vay, bảo lãnh vốn vay từ các quỹ nhà nước, hình thành thiết chế bảo lãnh vốn vay từ các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, nhập khẩu công nghệ của doanh nghiệp. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 7 này, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng, chủ quyền, quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Dịnh Hạ Long, Kinh Đô Quế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Cảng Nhà Rồng, Cột Cờ Lũng Cú, Cổng Tòa Giò, Đảo Lý Sơn. Qua đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Mẫu hộ chiếu phổ thông mới vẫn đảm bảo các kỹ thuật bảo an của quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sẽ khởi công đường dành đai ba thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2023, tức là sớm hơn dự kiến nửa năm. Đây là thông tin vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây. Để rút ngắn thời gian, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu thành phố chủ động đề xuất với các cơ quan trung ương cơ chế chỉ định thầu rút gọn. Đồng thời, phân công cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính cho từng dự án thành phần. Trước đó, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6 với tổng mức đầu tư của dự án là 75.000 tỷ đồng. Đường có chiều dài 76 km đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh tiếp theo là một số thông tin trên lĩnh vực y tế thưa quý vị theo trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia bộ y tế đã mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 528 sản phẩm thuốc, tổng trị giá các gói thầu là gần 9.000 tỷ đồng. Ba gói thầu bao gồm gói thầu số 1, cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022-2023 gồm 46 nhà thầu, gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu và gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu. Dự kiến trong tháng 7 năm 2022, trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo thông tin từ cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, hiện biến thể phụ của chủng Omicron BA.5 đã xuất hiện tại Hà Nội. Biến thể phụ này được nhận định có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ. Hà Nội hiện có hơn 81 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi ngày, thành phố cũng ghi nhận trung bình 180 bệnh nhân COVID-19. Vài tuần trở lại đây, số ca COVID-19 nặng mà Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận có xu hướng gia tăng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như ngăn nguy cơ bùng dịch trở lại, người dân nên đảm bảo tiêm chủng đủ mũi nhắc lại theo kế hoạch tiêm chủng của địa phương. Bộ Y tế cũng vừa cho biết các tỉnh thành phố tiêm thấp dưới 45% là Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau và Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số ca mắc sốt xuất số huyết cao nhất khu vực phía Nam và vẫn liên tục gia tăng trong những tuần qua. Một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh sốt xuất số huyết diễn biến phức tạp tại thành phố được chỉ ra là do người dân cộng đồng còn lơ là chủ quan. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết, thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình truyền thông đến từng hộ dân để mọi người mọi nhà cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Quận Bình Thạnh là địa bàn có mật độ dân cư cao, số ca mắc sốt xuất số huyết đang tăng nhanh do hệ thống ao kênh rạch dày đặc nhiều đất quan là những điều kiện thuận lợi cho mũi phát triển. Ngày 3 tháng 7, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thạnh ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi tới từng hộ gia đình, các khu phố, hẻm dân cư, được kêu gọi vận động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khu vực sinh sống, diệt lan quang, diệt mũi để phòng bệnh sốt xuất huyết. Em thấy cái này là nên làm mỗi năm một lần, đặc biệt nhất là cái những cái đầu mùa mưa. thời điểm đó là nhiều khi lúc đó mọi người chưa có nghĩ đến, nhưng mà mình phòng bị trước thì em rất là thích những cái hoạt động như này. Tôi tham gia chương trình này vì sự cộng đồng chung của xã hội về cái bệnh sốt xuất huyết đã đang lan tràn của quận Bình Thạnh tôi. À, thành ra chúng tôi đã cùng nhau tham gia để diệt lăng quăng. Trong vòng 3 tháng từ nay đến hết tháng 9, Hội Chữ Thập Đỏ 22 quận quyện và thành phố Thủ Đức cùng hàng ngàn tình nguyện viên sẽ sát cánh cùng người dân các địa bàn dân cư thực hiện thường xuyên công tác diệt lăng quang, diệt mũi, khơi thông cống rảnh thoát nước, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ, cách phòng tránh, giúp nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Không chỉ là truyền thông phát tờ rơi, mà vận động mọi người làm à, vệ sinh ở ngay khu vực nhà mình, ở những cơ quan công sở và đặc biệt là phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương trong việc làm sao là chúng ta dập dịch. Đến đầu tháng 7 này, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có trên 1.100 ổ dịch, gần 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 10 ca tử vong ngành y tế cho biết nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất số huyết trên diện rộng sẽ rất cao nếu người dân không chủ động chung tay đẩy lùi dịch bệnh và vì sức khỏe của chính mình và của gia đình và cộng đồng Anh và New Zealand ủng hộ một khu vực Biển Đông tự do và rộng mở dựa theo quy định của luật pháp quốc tế. Đây là một nội dung được nêu trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern vừa diễn ra tại thủ đô London của Vương quốc Anh. Trong tuyên bố chung được văn phòng Thủ tướng Anh công bố sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm và thảo luận cách tiếp cận của hai nước đối với những thách thức toàn cầu chung, trong đó khẳng định sự ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và ở những khu vực rộng hơn theo quy định của luật pháp quốc tế. Cũng trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, vốn được ký kết từ tháng 2 năm nay nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Ngoài ra, hai thủ tướng cũng thảo luận một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm khác, trong đó có cuộc xung đột tại Orena. Số liệu do Hiệp hội cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu vừa công bố cho thấy, tỷ lệ dự trữ khí đốt ở các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt gần 60%. Tuy nhiên, tốc độ bơm khí đốt dự trữ đã giảm mạnh so với những tháng trước. Cụ thể trong tháng 6, các kho chứa ngầm châu Âu đã được bổ sung 12,7 tỷ mét khối khí đốt, thấp hơn gần 3 tỷ mét khối so với tháng trước đó, đưa lượng khí đốt dự trữ lên 62,5 tỷ mét khối. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt hơn 58% mức dự trữ của kho ngầm và thấp hơn gần 2% so với mức trung bình 5 năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân khiến tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm là do lượng khí đốt của Nga chuyển cho châu Âu qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc chỉ đạt 40% công suất. Tính đến cuối tháng 6, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng lên mức 1.600 đô la Mỹ, 1.000 mét khối. Dự báo trong tháng 7, tình hình sẽ càng khó khăn hơn do việc cung cấp khí đốt của Nga qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc bị tạm dừng để bảo dưỡng thường niên từ ngày 11 đến 21 tháng 7. Bộ Y tế Canada mới đây đã khuyến cáo người dân đủ điều kiện khẩn trương tiêm ngay mỗi thứ ba trước khi các biến thể mới của Omicron bén rễ sâu trong những tuần tới. Giới chức y tế Canada cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện đang ổn định, nhưng các biến thể có khả năng né tránh miễn dịch như BA4 và BA5 sẽ trở nên phổ biến vào cuối hè và đầu thu này. Trong khi đó, liều cơ bản của vaccine COVID-19 không đủ khả năng bảo vệ. Do đó, biện pháp tốt nhất để chống lại làn sóng lây nhiễm này là tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người lớn và đối với một số thanh thiếu niên có nguy cơ cao. Theo dữ liệu thu thập được trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, giai đoạn biến thể Omicron hoạt động mạnh tại Canada, những người được tiêm mũi tăng cường có nguy cơ nhập viện thấp hơn 5 lần và nguy cơ tử vong thấp hơn 7 lần so với người chưa tiêm. Hiện tỷ lệ bao phủ mũi tiêm tăng cường ở Canada đang chậm hơn so với các nước phát triển khác khi chỉ 60% người lớn tiêm mũi thứ ba. Canada đang cân nhắc không gọi những người đã tiêm hai liều là đã được tiêm chủng đầy đủ nữa, vì cho rằng hai liều vaccine phòng COVID-19 cộng với một lần nhiễm bệnh không thể cung cấp đủ khả năng miễn dịch. Hàn Quốc đã tăng năm bậc so với tháng 5 vừa qua để giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng khả năng phục hồi COVID-19 trong tháng 6 vừa qua, bảng xếp hạng do hãng tin Bloomberg công bố. Theo đánh giá của Bloomberg, Hàn Quốc đã cho thấy sự cải thiện trong tất cả các chỉ số của hạng một tình hình COVID-19 như số ca mắc mới được xác nhận hàng tháng trên 100.000 dân, tỷ lệ tử vong trong 3 tháng qua và số ca tử vong trên 1 triệu dân. Ngoài ra, tất cả các chỉ số trong hạng một chất lượng cuộc sống cũng đều nhận được đánh giá tích cực. Hạng một mức độ hoạt động kinh tế trở lại cũng cải thiện. Việc người dân Hàn Quốc tin tưởng vào chính sách giãn cách xã hội của chính phủ và tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch là những yếu tố chính thúc đẩy quá trình phục hồi.